There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, up down, oh, below my bully boys blow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our... Một cô bé ngồi trên chiếc giường nằm của mình và mơ một giấc mơ đến một khu rừng toàn là đá và coi. Cô bé bỗng tiến lại và hóa thân. Papá, ¿cómo te sentiste cuando mamá te dijo que estaba embarazada? Es difícil de explicar, pero puedo asegurarte que ese fue el día más emotivo de mi vida. ¿En serio? Sí, incluso lloré. Có bốn người đang đứng trước một cung điện và quỳ xuống đưa một cái chiếc vương miện cho cô bé đạo lên đầu và cô bé cười. Sorry that I did this. The blood is on my hands. I stare at my reflection. I don't know who I am. Practice my confession. In case I take the stand, I'll say I learned my lesson. I'll be a better man. I'm packing up my things and I'm wiping. Nuh-uh. And I don't need nobody else. 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 Nuh-uh. Und meine Mom darf nie rausfinden, dass wir rauchen, okay? Wirklich niemals. Das bleibt nur zwischen dir, mir und sonst. Stranger. Still don't know my name. Wer zur Hölle ist das? Hey, was machen Sie da?